Thôi. Thì nó bính đi. Tôi bính cũng được. Không việc gì, không việc gì. Ôi yo, xin bạn trở lại với channel quảng cáo nha anh em ạ. Thì là ngày hôm nay mình quyết định đó chính là lên Vincom để mua một đôi giày tặng cho mến anh em ạ. Cho trước anh em ạ, tặng anh em chim đã cấp luôn. Lạnh quá. Ra ngoài gió toạt thế. Đúng rồi, hôm nay là ngược sáng rồi. Ngược sáng. Chào lại nhé. Được rồi, được rồi. Cứ đoạn kia được rồi. Trời đẹp, đẹp thế. Hôm nay là anh em ơi, thì là ngày hôm nay mình sẽ lên Vincom mua tặng cho mến một đôi giày thật là xịn sò anh em ạ. Được rồi, hôm nay là gặp đôi nào mình thích là mình quất luôn. Hôm trước bảo mến là mình mua tặng mến một đôi giày thì mến bảo là lên chỗ mến mua cho nó rẻ. Mình thích mua cái Vincom cho nó đắt đắt anh em ạ. Mình mua, mình thích mình mua thôi nhỉ. Đúng rồi, mình thích là mình mua đắt. Mình thích mình mua chứ rẻ mình không mua. Bảo mến thế, mến bảo là anh Hậu em, anh Hậu mua đắt em khéo để tủ kính. Nhưng mà thôi, bây giờ là lên Vincom mua anh em nhé, đẳng cấp luôn. Tại của chị đi nữa rồi. Hello. Phan gặp cộng đồng Phan. Đi. Vào Vincom mua cho Bùi Thị Ngọc Mến đôi giày. Bùi Thị Ngọc Mến à? Cái đạm chất thế. Đi. Tao nha. Hello cộng đồng Phan. Hello. Nào ôm gái. Đúng rồi. Mày bắt tay đi cái. Đúng rồi, mày bắt tay là đúng. Nào, cái con gái mà đi ôm. Con gái đấy. Ôm mày gái, ôm mày gái. Đây. Đấy, cứ gái là ôm rồi. Bây giờ, chào anh em nào. Chào anh em này. Bây giờ. Bây giờ, chú đi đây, nắm bắt tay. Đi ra đi. Đây là cậu đồ Phan này. Cái sở thích của mình là cứ gặp gái là mình thích ôm. Gặp cho con nữa. Đi anh. Lạnh quá. Lạnh đi đội nhỉ. Lạnh quá ơi. Đứa nào đẹp? Đây, thử ngắm xem là anh cho bạn gái cái đôi này có hợp với lại các hàng ngày chị đi không? Thì em thấy cái đôi này mẫu mới về như này, cái đôi màu hồng cũng đẹp hơn. Đôi nào? Con này thực ra khách thì em đi lên chân cũng xinh lắm. Cái màu đôi vai đẹp hơn. Hoặc nếu đôi nóng đầu nít này. Đôi nít. Đôi em xem con này nhé, em đang xem 10% còn
nguyên giá. Thế cứ nó cũng rơi vào khoảng tầm hơn 1 triệu thôi. Nếu con này nếu mà nó giảm đi 10% của nó thì nó cũng tương đương với giá như này thôi, nó cũng rơi vào khoảng tầm 1.2 triệu gì đấy. Này không sale. Con đấy thì không sale, nhưng con đấy cũng nhẹ. Không, giảm con đấy không đẹp nữa. Con đấy đi lên xin cho nó bị khác nhau rồi, màu mè vậy thôi mà lên rất là khỏe chân, bởi vì đã hướng đến dòng thể thao rồi từ bao giờ. Quyết định là lấy đôi này anh em nhá. Bấm nhá. Quyết định là lấy đôi này anh em nhá. Size 38. 1.299 không bớt à? Con này là hàng vừa mới về xong, vừa mới về được cửa hàng khoảng 2 hôm xong. Nó là dòng thiết kế mới nhất của năm 2021. Nên là nó đang chưa có chương trình sale áp dụng cho nó đâu. Và thế... chương trình nó sẽ kéo dài cho đến hết Tết thôi. Hết Tết là không bớt. Đúng rồi, không bớt đâu ạ. Bây giờ nó Tết đâu? Ừ, chưa Tết nên là 1.3 anh em nhá. Đi. Hay ơi. 299 hả? Để qua Tết rồi mua cũng được. Thôi mua luôn. Qua Tết hết lạnh. Chị ơi, gói đồ trong các hộ chị bên vừa đây. Chị chán mắt. Vâng. Xem đôi đẹp làm đôi nữa. Vâng. Thế tí trái 1.000 nhé. Nếu không có 1.000, thực ra khách ở đây vào cho nhân viên 1.000 được thì những khách khác bọn em cũng bù cho mà. Không, em trêu thế. Không, đấy là em chỉ đang nói chuyện như thế. Vâng. Xin được của khách, không cho được khách. 1.3 nhiều. 1.3. 1.299. Hết 1.3 anh em nhé. Này mà lại không tặng áo không tặng. Mày quá. Em xin nhé. Có hóa đơn hay không? Có hóa đơn. Phải có hóa đơn hay không có hóa đơn là cả 1.500.000. À đây. Mua đôi giày cho Bùi Thị Ngọc Mến hết 1.3 triệu. Đi thôi. Đéo ấy nhỉ. Tôi này, đôi này tắt hết ở đây. Tắt hơn. Đấy, những cái đôi này nó sẽ rơi vào 1.699 ra. Hoặc là đôi này đang là 1.699. Con này thì nó sẽ không giảm, nó đang còn đôi cao nhất, nó rơi vào 1.7. Đôi này không đẹp. Không đẹp đôi kia nữa. Đẹp hơn, đẹp. Kéo thì kéo giá cũng đẹp. Đẹp hơn. Nếu mà là tâm kia thì nó sẽ thêm cái em của các thời trang hơn. Vâng. Nhưng con này sẽ thêm vào lòng người chạy hơn. Đấy, hoặc là bạn ấy đi đặt mình tìm rồi bạn sẽ thêm vào. Còn những cái con kia của anh thì nhìn chung sẽ dễ dàng hơn. Vâng. Thế em về nhé. Em cảm ơn nhá. Go, la, la. Quyết định là lấy cho Mến đôi 1.3 triệu. Nhớ đó. Đẹp luôn rồi. Đẹp luôn, độ chọn đấy nhá, Mến nhá, độ chọn đấy. Bây giờ là anh em đi về anh em nhá. Thực ra là giờ mình cũng rất nhiều việc á. Thì một thời gian nữa là mình sẽ cầm lên mình tặng Mến thôi. Đó. Một phát, vèo phát hết 1.3 triệu. Lại tiêu hơi nhiều tiền. Hôm nay tiêu hết hơn 5-6 triệu. 5-6 triệu đấy. Bây giờ trả lợ. Hôm nay là mình tiêu hết tầm 5-6 triệu anh em nhá. Nãy là lên trả bà chị còn lợ là 4 triệu. Xong rồi đó là hôm nay mua. Có lại hết ngày này hết tầm hơn 5 triệu.